video hôm nay, chúng tôi sẽ nói về một chủ đề quan trọng, an toàn lao động và tầm quan trọng của việc ngăn chặn sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các công ty. Đã từ lâu, việc đặt lợi ích của nhân viên lên hàng đầu đã trở thành một cam kết quan trọng của các doanh nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu tại sao an toàn lao động đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy môi trường làm việc không cạnh tranh không lành mạnh và đảm bảo quyền lợi của nhân viên. Phần 1. Tầm quan trọng của an toàn lao động. An toàn lao động không chỉ đảm bảo sự an toàn và phòng ngừa tai nạn cho nhân viên mà còn tạo ra một môi trường làm việc tích cực và tăng cường hiệu suất lao động. Sự quan tâm đến an toàn lao động thể hiện tôn trọng đối với nhân viên và giúp họ cảm thấy được quan tâm và đáng trân trọng. Điều này không chỉ giúp tạo nên tinh thần làm việc tích cực mà còn thúc đẩy tinh thần đồng đội trong công ty. Phần 2. Ngăn chặn sự cạnh tranh không lành mạnh. Việc cạnh tranh không lành mạnh giữa các công ty có thể dẫn đến việc lạm dụng nhân viên, giảm lương, làm việc quá giờ và nhiều vấn đề khác. Điều này ảnh hưởng đến tinh thần làm việc, sức khỏe và sự phát triển cá nhân của nhân viên. Bằng cách đặt lợi ích của nhân viên lên hàng đầu và thực hiện các chính sách an toàn lao động, chúng ta có thể ngăn chặn sự cạnh tranh không lành mạnh và đảm bảo môi trường làm việc bình đẳng và công bằng. Phần 3. Cách thúc đẩy môi trường làm việc không cạnh tranh không lành mạnh. Để xây dựng môi trường làm việc không cạnh tranh không lành mạnh, các công ty cần thực hiện những biện pháp cụ thể. Đầu tiên, việc tạo ra một chính sách an toàn lao động rõ ràng và công khai là quan trọng. Điều này bao gồm việc cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ, đào tạo an toàn cho nhân viên và thực hiện kiểm tra định kỳ. Hơn nữa, việc thúc đẩy môi trường làm việc thoải mái và động viên nhân viên tham gia vào quyết định công ty có thể xây dựng tinh thần đồng đội mạnh mẽ. Trong một thế giới kinh doanh đầy cạnh tranh, việc đặt lợi ích của nhân viên lên hàng đầu không chỉ là tín hiệu tích cực về cam kết của công ty đối với sự phát triển bền vững mà còn giúp ngăn chặn sự cạnh tranh không lành mạnh. An toàn lao động không chỉ bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên mà còn xây dựng nên một tinh thần làm việc tích cực và tương tác hợp tác. Chúng ta cùng nhau thực hiện những biện pháp cụ thể để xây dựng môi trường làm việc không cạnh tranh không lành mạnh và thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho cả công ty và nhân viên. Bên dưới phần mô tả video, mình có đính kèm đường dẫn tải về bộ tài liệu an toàn lao động của 32 ngành nghề phổ biến. Đặc biệt là nó hoàn toàn miễn phí nhé.